nghe nói ở ngoài My Square Park có biểu tình lúc 1 giờ trưa. Tại bây giờ là đang là 1 giờ 20 phút. Không biết có chuyện gì xảy ra hôm nay. Ok, các tiệm thì vẫn mở cửa bình thường. Là mình có bị trễ không? Thấy có một cái quầy đó, họ để nước sẵn để cho chắc là cho những người biểu tình có nước uống. Thường cái My Square Park này thì là buổi sáng, buổi tối, buổi chiều là có những cái người ta đi tập thể dục thể thao, đi bộ vòng vòng. Anh cứ đi vòng theo cái My Square Park này. Đó, trong đây là sân golf. Sân golf này hình như cũng lớn lắm à. Hình như 30 mấy lỗ á. Bên đây thì tình trạng nó vẫn còn im đềm, không biết có gì xảy ra bên kia không. Rồi để mình chạy vòng bên kia mình coi ha. Ở bên cạnh bên đây của My Square Park thì hình như vẫn thấy bình thường. Xe đậu như đông hơn chút xíu. Nhưng mà thường bữa người ta cũng đậu đây để người ta đi tập thể dục. Hôm nay mình không biết làm sao. Đây nè. 3-4 đứa mà học sinh. Đây cầm bảng trên kia kìa, em thấy làm sao ở cái gì đây là My Square Park ở gần nhà Lộc đây đó. Ok, góc kia đều biểu tình kìa, nó cứ chạy vòng ở bên kia đó. Xuống để mà cầu nguyện cho cái chết của ông người da màu đó, thì họ biểu tình một cách rất là ôn hòa. Đây quý vị nhìn nè, đó họ cầu nguyện thôi chứ không có cái gì mà ấy nữa. Đường phố của Orange County Bosa. Đường này là đường Euclid. Nó xong nó nằm dọc hồ đây. Cảnh sát đây. Mấy anh cảnh sát đã chuẩn bị sẵn rồi, 3 chiếc mô tô trắng đây. Đây mới đúng là biểu tình nè quý vị. Đó. Biểu tình nhưng mà nó có luôn một cái sự mà cầu nguyện trong đó luôn. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Hồi nãy giờ thì Lộc chia sẻ với quý vị xem biểu tình ở My Square Park là cái chỗ mà hôm trước luôn với Lộc có quay cho quý vị xem đó. Cái My Square Park rất là đẹp ha quý vị. Thì Lộc với Loan có nhận được một cái thư mời, hợp mời biểu tình. Và có thêm một cái thư mời nữa là sẽ biểu tình ở Westminster nữa thưa quý vị. Bây giờ thì biểu tình ở khắp nơi, như ngày hôm qua Hồng Loan với Lộc cũng có nói đó, nhưng mà thấy nó có vẻ nó êm đẹp nhẹ nhàng hơn. Coi như là biểu tình đúng nghĩa của nó là chỉ đưa bảng rồi hô khẩu hiệu và đòi công lý, đòi lại cái sự công bằng cho người da màu cũng như người da trắng. Và ngày hôm qua, ngày 4 tây tháng 6 đó, là tang lễ của ông George Floyd được tổ chức tại North Central University ở Minnesota. Thì trong tang lễ thì cũng có live stream
cho mọi người cùng xem, cũng như là cũng có những cái nhân vật nổi tiếng đến để mà chia buồn cùng gia đình của ông George Floyd. Trong đó thì thấy hình như có ông Martin Luther Đệ Tam, là coi như là con cháu của ông Martin Luther King ngày xưa King. Đó. Và chúng ta cũng được biết là cho đến ngày hôm nay đó, là cái kêu gọi mà hỗ trợ cho gia đình của ông George Floyd là đã lên đến 12 triệu 700 mấy chục ngàn. Wow. Thì chúng ta thấy được cái sự đồng tình của cái việc chống lại kỳ thị chủng tộc. Đó cũng là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà theo Lộc thấy đó, họ chống lại kỳ thị chủng tộc, mà họ làm những cái hành động nhiều qua như quý vị đã thấy trên news, trên YouTube, trên tất cả các báo chí, làm cho con người càng ngày càng kỳ thị nhau hơn. Họ chống lại mà vô tình họ làm cho người ta ác cảm với họ nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Nếu như mà cái tình trạng nó bắt đầu từ sau cái lệnh giới nghiêm mấy ngày liên tiếp ấy, thì cái sự bạo động nó không còn nữa, thì cái biểu tình nó đúng nghĩa của nó, thì mình hy vọng nó sẽ có kết quả tốt. Và kính thưa quý vị, ba cái người cảnh sát mà ở Minnesota đó thì đã bị bắt, và họ phải đóng mỗi người là 750.000 để được bail out ra ngoài, được tại ngoại đó, tại ngoại. Quý vị. Thì còn riêng cái ông mà Chauvin thì không được tại ngoại, chưa có cái lệnh mà được đóng tiền để mà cho ông tại ngoại. Thấy ai cũng có một cái quá khứ ha, như chẳng hạn như ông George Floyd á, quá khứ ông cũng kinh khủng, đọc trong cái quá khứ của ông thì cũng vào tù ra khám giống như cơm bữa vậy đó, cũng ở tù mấy lần. Dạ, cái lần cuối cùng là vào năm 2007, là hình như ông ở tù 5 năm. 5 năm, Cũng mà giờ một cái người cũng ở tù ra khám, mà bây giờ cái chết ra đi để lại cho gia đình mười mấy triệu đô. Mình nói là đòi hỏi sự công bằng mà mình không biết chuyện này thật sự là nó có công bằng hay là không. Không biết có công bằng. Nó còn hơn cái mà kiểu mà có những cái người có con nhỏ đó, rồi họ gia đình họ thúng thiếu quá, họ không có khả năng họ lo được cho gia đình, họ phải tìm cách là giống như gạt bảo hiểm á, chừng như là vài trăm ngàn triệu gì thôi, mà họ phải hy sinh họ với bộ họ làm một cái tai nạn chết thật sự, họ chết nhưng mà do họ gạt, giống như họ tự tạo ra. Thì mình thấy không, thế giới này cũng khó cái công bằng. Làm sao có công bằng được? Nếu mà nó công bằng thì nó không còn là cái cuộc sống này nữa. Chúng ta sống cảm sao mà chúng ta cảm thấy đúng, vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta cố gắng làm những cái điều đúng đối với gia đình, cũng như là đối với bạn bè, đối với xã hội, thì điều đó là mình thấy là tốt nhất rồi. Chứ bây giờ đòi hỏi sự công bằng thì không bao giờ có từ, được. Từ ngàn xưa rồi quý vị, từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà nếu mà... Quý vị, ông Chauvin á, thì ông đã bị buộc tội giết người cấp độ 2. Hồi bữa trước là cấp độ 3, bây giờ đã lên cấp độ 2. Và giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. Nếu mà cái cáo trạng này mà được đúng như cái tội của ông á, thì ông phải ở tù 40 năm. Những cái người cảnh sát kia thì tới ngày 29 tây tháng 6 là sẽ có một cái phiên tòa xử án. Và theo Hồng Loan được biết là vào ngày thứ tư thì cảnh sát của Minnesota đã đưa ra cái xét nghiệm tử thi của ông George Floyd, là ông bị dương tính với COVID-19. Nhưng mà ông không có chưa phát bệnh, chưa có triệu chứng gì hết. Và ông ấy cũng có cái tiền sử là bị bệnh tim. Cho nên cái vấn đề mà người cảnh sát đè cổ ông để mà máu ông không có thể dẫn lên não được, cái luân tuần hoàn máu nó không tốt, nên mới đưa đến cái việc mà ông bị chết. Riêng đó thì bên gia đình của ông là cũng nhờ một cái nhóm tư nhân họ xét nghiệm tử thi, thì họ đưa ra kết quả đó là vì nghẹt thở mà chết.
Cho nên từ cái kết quả đó mà gây ra rất là nhiều biểu tình. Và từ biểu tình nó mới đưa đến cái tình trạng bạo động, náo loạn, cướp bóc xảy ra vừa qua. Cũng tin ngày hôm qua đó là ở Las Vegas đó quý vị, đã có 3 người dân cư của Las Vegas thì khi mà bị cảnh sát bắt thì mới điều tra họ là cái nhóm người trong cái phong trào cực đoan Boogaloos. Phong trào cực đoan Boogaloos là cái phe cực hữu chống chính phủ. Boogaloos bị truy tố lập kế hoạch tạo bạo lực tại cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại Las Vegas. Có nghĩa là có nhiều cái nhóm mà họ dựa vô cái cơ hội này để mà quậy phá nước Mỹ. Như Boogaloos này, và vừa qua chúng ta cũng biết là Antifa. Rồi ngoài ra đó là còn có một cái sự không đồng tình giữa hai đảng với nhau. Nó cũng có cái chuyện để mà gây ra cái bạo động này. Từ cái chuyện mà bạo động đó thì gây ra biết bao nhiêu là đau khổ, mất mát, mất người, mất của, tan nát hết. Như ở ở thành phố Madison ở Wisconsin á, thì có một cái đại lý xe hơi, họ bị ném đá rồi họ bị cướp mất 6 cái chiếc xe, mà mỗi chiếc tổng cộng một chiếc xe là $200,000 thưa quý vị. Rồi một cái đại lý xe hơi khác ở Orlando của tiểu bang Florida đó thì cũng phải bị mất những cái chiếc xe cổ, 19 chiếc xe cổ là bị cướp mất. Rồi thành phố Lindro ở tiểu bang California ở gần San Francisco đó thì là cũng bị vô đập phá cướp hết 50 chiếc xe đời mới, mà có chiếc trị giá trên 100,000, có vài chiếc trên 100,000, coi như là lợi dụng cướp bóc, quậy phá khắp nơi. Rồi có một cái hãng xe Mercedes nó vô nó phá, nó lấy sơn rồi nó đập kiến rồi nó sơn đầy xe của người ta. Những cái xe đó như xe điện tử nó không có thể nâng cấp được thì nó đập, nó phá, nó làm hư hết, hư hại tài sản của ta hết. Mà không biết tại sao phải làm gì để làm chi vậy đó. Quậy đập phá mà thiệt hại tài sản người ta, giống như là thấy giàu quá rồi ghét, rồi làm những cái trò như vậy hả? Đúng rồi. Hồng Loan cũng muốn chia sẻ đến quý vị là ở bên Tacoma, Seattle đó, thì vào cái ngày 3 tây tháng 3 đó thì cũng có một người đàn ông da đen là cũng bị cảnh sát đè cổ mà chết. Thì cái người đàn ông này nè là vào lúc khoảng khuya lắm rồi thì cảnh sát thấy ông đi ngoài đường mà một cái vẻ không có bình thường thì cảnh sát mới bắt, thì ông chống cự, cảnh sát mới đè, mới chấn cổ xuống. Thì sau khoảng 7 phút là xe ambulance tới thì ông đã tắt thở. Thì khi mà khám nghiệm tử thi ra vừa rồi đó thì là ông này ông cũng bị bệnh tim, và trong cái lúc đó ông còn uống cái drug nữa, ông còn là chơi thuốc đó quý vị. Cho nên mới đưa đến cái chết. Thì hiện tại bây giờ ở nơi đó thì những vị cảnh sát đó cũng đang bị điều tra về cái vấn đề đó. Ngoài ra đó thì ở Florida vào cái ngày 18 tây tháng 5 thì có một người đàn ông cũng bị cảnh sát chấn cổ cái kiểu vậy. Đó thì ổng là có sự tranh cãi gì trong gia đình đó thì gọi cảnh sát tới, rồi ổng cũng phản ứng thì bị đè chấn cổ. Nhưng mà ổng này ổng may mắn là chấn cổ tới lúc mà ổng không phản ứng nữa đó thì cảnh sát mới thả ổng ra và bắt ổng đem về đồn cảnh sát. Thì ông này thì không có bị thiệt mạng vì cái vấn đề này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở Florida thì cảnh sát họ nói là không có, ở đó họ không cho cái luật mà cảnh sát chấn cổ. Họ không có huấn luyện cho cảnh sát làm cái việc đó. Vì vậy cho nên những cái người cảnh sát đó cũng đang bị điều tra. Cái vấn đề mà chấn cổ cảnh sát đó là có những nơi họ huấn luyện đó. Đúng rồi. Họ huấn luyện cho cảnh sát cái đó. Tại vì nhiều khi có nhiều người họ rất là mạnh. Mà 3-4 người cảnh sát đè vô chấn họ không nổi nữa mà. Mặc dù là đã còng tay họ, nhưng mà nếu mà 1-2 ông cảnh sát có thể là không chống cự nổi. Cho nên họ huấn luyện cái cách mà chấn xuống, mà lấy cái đầu gối quỳ lên đó để mà làm cho cái người đó phải nằm im một chỗ. Thì theo anh biết là, theo Lộc biết là
một số mà lính mà thủy quân lục chiến của Mỹ đó, là họ cũng phải học những cái thế đó, tại vì dưới kẻ thù thì mình phải ngăn ngừa bằng bằng mọi cách để cho kẻ thù phải ngưng lại, thì cách đó là cách mà nhanh nhất để mà ngăn là người ta không có coi như là phản kháng lại được đó, cái đó là cách ngăn ngừa nhanh nhất. Đêm ngày hôm kia đó ở New York đã xảy ra một chuyện cũng rất là ghê. Có nghĩa là ở New York là đã bị giới nghiêm vào lúc 8 giờ tối rồi, thì lúc đó khoảng 11 giờ rưỡi khuya thì cái nhóm cảnh sát họ đang đứng như từng cặp từng cặp từng cặp để mà họ bảo vệ trên cái đoạn đường mà người ta hay biểu tình đó. Thì có một cái người đàn ông mới xuất hiện thì giả bộ hỏi chuyện cảnh sát, hỏi hỏi thì đang nói chuyện thì ông cảnh sát ông không Phòng có cảnh thủ giác, à. cho nên nó rút ra dao ra nó đâm vô cổ ông cảnh Ừ. sát này. Thì vừa đâm cổ ông cảnh sát xong là nó giật liền cái súng của ông đó luôn và nó bắn những cái người cảnh sát xung quanh đó. Thì khi mà nổ tiếng súng lên thì những người xung quanh họ mới nghe, họ mới bắt đầu tấp vô bắn cái tên đó và nó đã bị thương và đã đưa vô bệnh viện luôn. Thì bị thương hết ba vị cảnh sát, thì cái ông mà bị đâm vô cổ là bị thương nặng nhất và cái tên đó thì nó cũng bị thương, cũng không có nặng lắm nhưng mà cũng khá là nặng thôi. Đó, bây giờ là cảnh sát đang điều tra về cái vấn đề đó. Mà mình thấy có những cái cuộc biểu tình ngộ lắm quý vị, họ đi biểu tình tay không mà tự nhiên một chút sau là họ có đầy đủ nha, cây gậy những cái đồ mà để mà có thể mà bạo động được, thì Lộc nghe nói thôi thì là ở có một vài chiếc xe họ đậu sẵn và trên đó trang bị đầy đủ những cái vũ khí thô sơ như là đá gạch gậy để sẵn, có nghĩa là mình phải biết là nó có chuẩn sự chuẩn bị trước của một cái gì một một cái Thì một cái nhóm nhóm đoàn nào nào đó đó họ đã chuẩn bị chuẩn bị sẵn cái đó để đậu xe ở đó. à. Thì bởi vì khi mà nếu mà cái người biểu tình mà đi từ xa đến mà cầm gậy, cầm cây, cầm búa, Cảnh cầm sát gì á thì là sẽ bị bắt. được bị bắt Cho liền. nên họ để trong một cái chỗ nào đó và họ báo cho nhau biết và đến đó là lấy cái đó ra để mà đập phá. Đó là cái nhóm chuyên bạo động, phá hoại nước Mỹ. Và vào cái ngày thứ ba, ngày 24 tháng 6 á, thì ở sở cảnh sát Los Angeles đã bắt được một cái tên nghi phạm tên là Wong. Nó là người gốc Hoa, 31 tuổi. Nó đã trà trộn vào cái nhóm biểu tình và trên người nó mang rất là nhiều vũ khí. Thì theo sở cảnh sát họ nói đó là cái tên Wong này nè, nó bận cái đồ của sư đoàn lính dù 82 để mà trà trộn vô. Thì lúc đó xung quanh người ta nhìn, người ta tưởng là chỉ là một Lính cái người lính họ đi biểu tình thôi, nhưng mà cảnh sát họ phát hiện ra rằng vào cái thời điểm đó đó, những cái người mà sư đoàn 82 đó họ không có mặt ở Los là bởi vì đang được điều qua Washington DC để mà bảo vệ Nhà Trắng. Từ đó thì họ mới tìm ra được nghi vấn và họ bắt cái tên Wong này. Từ từ cái câu chuyện này thì người ta đang đặt ra một cái nghi vấn, cũng có một cái yếu tố của bọn Trung Quốc nó gây ra bạo loạn lần này ở nước Mỹ. Và đây đã là một cái bằng chứng cũng khá là hữu hiệu, là bởi vì nó có sự sắp đặt đàng hoàng. Ở đâu mà nó có những cái đồ đó? đeo trang bị đầy đủ, mặc đồ Trang lính bị đầy đủ của có người súng lính. luôn, đầy đủ luôn đó quý vị. Và bây giờ FBI đang điều tra cái vấn đề này rất là căng thẳng. Những cái chuyện mà biểu tình mà gây căng thẳng như vậy cũng nhiều, mà có một cái chuyện nó xảy ra mình cũng khá là buồn cười là ngày hôm qua ở dưới cái thành phố mà Mesa ở là Mesa ở San Diego đó, cái ông chủ tiệm này thì tiệm ông nó tan nát rồi, ông đang ngồi ông dọn dẹp thì có một người đàn ông mới đem đồ lại trả. Nói là hôm bữa kia tôi lỡ tôi lấy mấy cái món đồ ở trong tiệm của ông mà tôi về tôi thấy tôi hối hận tôi đem tôi trả lại. Nhưng mà ông chủ đó ông cũng hiền đâu, ok trả thì ông lấy lại, chứ nếu đúng ra là ông nên gọi cảnh sát để bắt cái người này về để điều tra xem có thể là tìm ra được manh mối là bị kích động hay là bị xúi giục từ cái
từ cái đoàn, tập đoàn nào, từ cái bọn nào ra. Theo thầy Nhìn nghĩ là nếu mà cái người này tự giác đi trả đồ thì người này chắc giống như bị cuồng theo, theo bị giống như cuốn theo cái đợt người đó thôi. Thì anh nghĩ như vậy chứ tình người mà nhiều khi mình nghĩ nó không đáng gì để mà mình phải hại một cuộc đời của người khác, nên có lẽ nên vì vậy mà ông chủ ông không có gọi cảnh sát hay gì đó. Thì cũng giống như là những cái người mà bạn trẻ Việt Nam đó, người Việt Nam đó nhào vô ăn cắp những cái chai rượu cả trăm đô la, ăn cắp 5-7 chai, người 2 chai, người 6 chai, người 4 chai gì đó. Thì nó cũng giống như là nhiều khi ờ trời ơi, vui quá đi, thấy vui quá hùa theo vô làm. Nhưng mà cái đó là không có biết được, không biết suy nghĩ ha. Thì trẻ mà, tuổi trẻ mà nó thấy làm như vậy là cảm thấy nó bứt phá cái tuổi nó có những cái cuộc phá gọi là gì, cuộc giống như là cái máu máu nổi cái loạn, máu nổi loạn đó. Nhiều khi cái tuổi cái trẻ, tuổi trẻ nó như vậy đó, nó cũng hay bị vậy. Giống như là có nhiều người mà con em mình còn trẻ còn nhỏ đó, rồi cái bạn bè nó xúi dục mà chạy vô đó mày ăn cắp cái đó đi, rồi chạy, nhiều khi cái đứa này chạy vô giật xong cái nguyên một đám chạy đi, nó giống như một cái thú, thú mà tụi nó tìm cái cảm giác lạ vậy đó. Cho nên có con nhỏ ở bên Mỹ nhiều khi mình cũng lo dữ lắm, giống bạn như bè là xúi dục, giống như là vị thành niên mà lái xe hơi đó quý vị. Hết 10 đứa lái xe hơi là 9 đứa bị tai nạn rồi. Cái tuổi của nó làm cho con người nó cứ háo thắng, háo đá háo thắng, nên khi mà lái xe đó họ không có kiểm soát được nên dễ gây tai nạn lắm. Bên Mỹ nè, cái giá mà mua bảo hiểm của trẻ em mà vị thành niên đó nó rất là cao, cao lắm. Mà con là 16 tuổi là nó được cho học lái xe, mình thấy cũng sợ quá. 16 tuổi nó còn nhỏ lắm, đầu óc còn suy nghĩ con nít lắm, cái chưa... miệng á, cái miệng thì nó muốn làm người lớn, lớn rồi, người lớn rồi con muốn đi nghĩ ra ngoài, mình là người lớn nhưng mà cái đầu nó vẫn còn là con nít, nên mình rất là khó xử lý những cái việc này. Hôm qua Hồng Loan có nói với quý vị cái vấn đề mà Tổng thống Trump hăm dọa bọn Trung Quốc, nói là nếu mà không cho máy bay của Mỹ mà bay mà đáp trạm trung gian ở Trung Quốc này nọ đó, thì ông sẽ cấm hết. Thì Trung Quốc đã phản hồi và vào ngày 8 tháng 6 thì họ đã đồng ý cho thêm nhiều chuyến bay của các nơi để mà đáp xuống Trung Quốc. Phải hăm dọa nó mới biết sợ. Không mà chắc hình như chỉ có Trump mới hâm dọa nó được. Vừa rồi đó thì WHO cũng đã lên tiếng là nói là Trung Quốc đã tuyên bố cái nạn dịch quá trễ, và họ không cho biết là cái bệnh dịch này nó lây lan một cách quá nhanh để mà kịp trở tay. Thì đến khi mà Trung Quốc thông báo ra thì căn bệnh nó đã phát triển quá để mà cả thế giới phải gánh chịu một cái hậu quả rất là nặng từ cái bệnh COVID-19 này. Thì đó cũng bị Tổng thống Trump hâm dọa. WHO đó, hiện giờ mới bắt đầu lên tiếng. Và lại thêm một cái nữa là WHO hiện bây giờ là cho phép sử dụng lại cái thuốc ký ninh, thuốc sốt rét. Thử nghiệm lại cái thuốc sốt rét để mà trị cho cái bệnh COVID-19. Đó là thêm một cái vấn đề để mà vuốt đuôi Tổng thống Trump. Nhưng mà Mỹ thì vẫn chưa phản hồi, vẫn là đang giận, không có mà tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới nữa. Bây giờ là đang im lặng, không thèm nói gì tới hết. Giờ để mình xem sắp tới thì nó sẽ như thế nào. Và một cái tin vui đến với cái bệnh COVID-19 đó là cái công ty mà Moderna đó là họ đã thử nghiệm trên 30.000 bệnh nhân và kết quả rất là khả quan. Điều đó làm cho chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có thuốc sớm cho cái căn bệnh COVID-19 này. Là hy vọng là 1-2 tuần nữa đó, lúc đó căng thẳng bệnh nó tăng đó, thì chúng ta
sẽ có cái một cái sự hy vọng cho cái thuốc để mà mình không còn lo sợ nữa. Bây giờ thì tất cả mọi người ai cũng lo cái vấn đề đó, nội mà cái chuyện biểu tình mà đứng gần nhau thôi, trong cái lá thư kêu gọi biểu tình đó, thì cũng kêu là phải nhớ là đeo khẩu trang rồi phải giữ khoảng cách 6 feet, mà như là hôm qua giờ Loan Lộc đi quay, quý vị thấy không, đâu có giữ khoảng cách gì, đi rồi mình la nữa, khi mà mình la thì cái nước bọt của mình nó văng ra, nó lớn mà nó dễ lây lan nữa, cho nên mọi người cũng sợ lắm. Kêu là đem nhớ đem nước, biết là la nhiều. Trong đó cứ nhớ là nhớ đem nước theo. Nói vậy thì chia sẻ với quý vị một cái clip là những cái người biểu tình thì được cảnh sát đem nước lại cho uống. Quý vị xem biểu tình ôn hòa, biểu tình ôn hòa, cảnh sát không chống đối vấn đề đó, cảnh sát chỉ đứng bảo vệ xung quanh để mà đừng có đụng chạm đến những người khác. Nhưng những người nào người ta muốn tham gia thì người ta vô, cũng người không muốn bên kia thì không có bị đụng chạm và làm phiền đến những người dân xung quanh, là cảnh sát chỉ bảo vệ thôi mà cảnh sát còn hỗ trợ nữa, quý vị thấy không? Nhưng mà mình thấy ha, ngoài những cái chuyện mà mọi người đi biểu tình này đó, họ thù ghét với nhau, họ thù ghét giống như là chủng tộc với nhau, thì bên cạnh đó có những người rất là yêu thương nhau. Chẳng hạn như bây giờ những người đang theo dõi cái kênh này của Lộc với Loan thì cũng đã rất là yêu thương nhau, và họ cũng đã khuyên nhủ lẫn nhau, đó cũng là một hình thức yêu thương. Rồi khi mà Lộc với Loan post lên một cái bài về một cái người, về cái một người anh chia sẻ về cái bệnh của anh Phúc á, thì mọi người cũng đã an ủi, chia sẻ và giống như là đồng cảm với cái đó, là một cái tình yêu thương đó quý vị. Và mọi người cũng đã cầu nguyện cho anh Phúc rất là nhiều, anh cũng đã nghe được điều đó và anh rất là cảm động, anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, tất cả quý vị trong cái Bảo Quốc Hồng Loan Channel này, và cũng cầu mong là phép màu như là chúng ta đã nói sẽ đến với anh. Thì những cái hành động của quý vị như vậy đó, đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm cho cái tinh thần của anh cũng như những cái người mà đang bị trong cái tình trạng đó, họ có giống như họ, tinh thần họ sảng khoái hơn, họ cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn, vì bên cạnh họ có những người xa lạ không hề quen biết mà vẫn quan tâm tới họ. Nên anh hãy cố gắng, mình biết đâu mình gặp thầy hay, thuốc hay, rồi nó sẽ đỡ hơn ha. Thôi nói chuyện nên lại chia sẻ những điều buồn đến quý vị. Chúng ta muốn chia sẻ ở đây là cái tình yêu thương của chúng ta đối với nhau, mặc dù là có những người chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, mà khi nghe Loan với Lộc chia sẻ những cái điều này thì rất là đồng cảm. Loan với Lộc rất là cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Và chúc tất cả chúng ta một ngày thật là vui vẻ. Cuộc sống lúc nào cũng phải lạc quan, yêu đời, và phải giữ gìn sức khỏe cho thật là tốt để có thể ở gần bên cạnh những người yêu thương của chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Phương thuốc hiệu quả nhất Lộc thấy là những cái lời comment của quý vị đối với ảnh, đó là một hình thức rất là, thấy là rất là thiết thực nhất đó. Anh cũng có nói nhầm như vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nha. Quý vị nha. Cái bệnh chủ cũ.